Chủ nhật đẹp quá, trời nắng đẹp quá cả nhà nha. Trời nắng đẹp nhưng mà hơi gió chút ha. Ở đây người ta đang chụp. Đây Lena lượm gác nè cả nhà ơi. Mấy người này người ta cũng đi lượm nè. Hôm nay là ngày đi lượm gác. Yeah, bánh son đà. Oh, mất mặt chứ. Mở bọc qua cho Lena bỏ vô. Chó mình nó phái quá, nó chạy thả giày cho chạy xuống quá. Chạy lên lên ha kìa. Cá bé, lê biểu, đây đi lên nè, đi xuống lên nè. Sướng quá, bữa nay chạy lên tên ngoài rồi. Thả cho chạy rồi đi lại kiếm bạn nữa. Rồi bây giờ hả, bắt đầu thấy nước rồi, mê rồi, không lụm gác nữa nha. Ba đi đi xuống nước kìa. Rồi lên ha, thấy nước lên mê rồi. Ba đi mày sợ nước, ba đi. Ba đi kìa, ba đi áp thúc cho Sophie là đà. Dạ, rồi bây giờ hả? Kiếm gì vậy ba đi? Ba đi. À, ba đi nó khát nước. Ấy trời ơi. Cứ thấy là dạy là người ta đi. Lena đâu? Lena đi. Nay không rửa đồ ướt của tay hết, Nas. Nas lastest mà, không.
Dạ. Nhưng mà hình tại Helena không à? Ba đi mà không leo theo Lena được hả ba đi? Ba đi nó không biết cách leo. Sông này á rất là dài, mình đi chỗ này là chỗ khác, là chỗ bữa Lena tắm là chỗ khác nữa. Mình ở làm cái mình đó. Lena hả, hái cái bông hả, đẹp quá à. Máy bay kìa Lena. Giờ mình đi xích lên đi. Nãy giờ Lena lụm không có gì hết à?
nhé. Bây giờ xong rồi, tụ họp lại rồi. Hôm nay xong rồi, cũng gần 2 tiếng đồng hồ quá. Hãy subscribe.